Xin chào các em, thầy là Vũ Hải Nam và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ lại tiếp tục với chương trình đến lớp 6. Như vậy là ở bài trước, bài thứ 5 thì thầy trò chúng ta đã kết thúc chuyên đề về bản đồ với những cái ký hiệu trên bản đồ và cách thể hiện độ cao địa hình trên tờ bản đồ. Bài thứ 6 là bài thực hành sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học. Thế các em có thể thực hành với thầy cô ở trên lớp hoặc là đọc phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa. Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với cái chương trái đất với những cái nội dung cực kỳ quan trọng, đó là những cái chuyển động của trái đất ở trong vũ trụ và nó sẽ để lại những hệ quả gì cho những cái hiện tượng đời sống cũng như là sự tồn tại của sinh vật trên trái đất. Nội dung bài hôm nay sẽ là bài 7, sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần cần phải tìm hiểu. Thứ nhất đó là sự vận động của trái đất ở quanh trục nó có những cái đặc điểm nào, đó sẽ là phần 1 nhỏ. Và phần 2 nhỏ đó là khi nó vận động từ quanh trục như vậy thì nó đã để lại những cái hệ quả nào, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ hai, đó là hệ quả sự vận động từ quanh trục của trái đất. Trước tiên là chúng ta có thể biết được nhà bác học người Ý Galileo nè, ông là một nhà thiên văn học, nhà vật lý, nhà triết học người Ý, và ông rất là nổi tiếng một câu nói, đó là dù sao thì trái đất vẫn quay. Các em có thể tìm đọc những cái thông tin về nhà vật lý Galileo rất là nhiều ở trên những phương tiện như là Internet chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện về ông. Ông chính là người bảo vệ cho quan điểm cho rằng là mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời và trái đất là một hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời. Tuy nhiên vào thời của ông đang sống thì giáo hội Công giáo Roma cho rằng là trái đất là do Chúa tạo ra và trái đất mới là trung tâm của vũ trụ và mặt trời sẽ chuyển động xung quanh trái đất. Vì người ta thấy hiện tượng đó là mặt trời buổi sáng thì mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Người ta cho rằng như vậy thì trái đất đứng yên và mặt trời thì chuyển động xung quanh trái đất. Vậy thì Galileo bằng những cái cách thức, bằng những cái phương pháp của ông đã chứng minh được rằng là trái đất mới là hành tinh quay xung quanh mặt trời. Tuy nhiên vào thời đó thì quan điểm này vẫn chưa được chấp nhận. Và ông rất là nổi tiếng câu nói đó là dù sao thì trái đất vẫn quay. Nó cho thấy cái bản lĩnh của một người làm khoa học nào. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ xem là trái đất quay như thế nào và nó đã để lại những hệ quả gì cho những cái đặc điểm tự nhiên trên trái đất. Chúng ta sẽ sang với cái phần đầu tiên, đó là sự vận động quanh của trái đất quanh trục. Thì chúng ta có ở đây là thầy có một cái hình ảnh minh họa về cái sự vận động tự quay quanh trục của trái đất. Thế chúng ta nghĩ là trái đất luôn luôn tự quay quanh trục của nó. Và cái trục này là một cái trục tưởng tượng. Nào, chúng ta có một cái trục tưởng tượng nối từ cực Bắc xuống cực Nam của quả địa cầu. Nối từ cực Bắc xuống cực Nam của trái đất. Chúng ta luôn luôn có một cái trục tưởng tượng. Đây là cực Nam này, cái Nam cực này. Trên này là Bắc cực. Như vậy thì chúng ta có một cái trục tưởng tượng như này. Đúng nào? Và ở trên này sẽ là cực gì nào? Cực Bắc. Ở phía dưới này sẽ là cực Nam. Chúng ta nhớ đây là chúng ta tưởng tượng ra là nó có cái trục như vậy thôi nhá. Còn thực ra là nó không có cái trục nào trên thực tế như này cả. Được chưa? Mà chúng ta chỉ tưởng tượng ra trên cái mô hình là trái đất có một cái trục theo chiều Bắc Nam như này. Để rõ hơn thì chúng ta có thể nhìn vào hình vẽ trong sách giáo khoa trang số 21, hình 19, hướng tự quay quanh trục của trái đất. Thì chúng ta cũng thấy là có một cái trục tưởng tượng nào, nó cắt từ cực Bắc xuống cực Nam của trái đất như thế này. Và nó làm sao nào? Cái trục này thì nó luôn luôn nghiêng một cái góc, đó là 66 độ 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Chúng ta có góc nghiêng này là 66 độ 33 phút. Được chưa nào? Trong suốt quá trình chuyển động thì trái đất luôn luôn nghiêng một góc là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Nhất trí chưa? Chẳng hạn ở đây cũng thế, chúng ta thấy đây là trục trái đất này. Thế thì cái trục này nó luôn luôn nghiêng. Được chưa? Không có chuyện là cực Bắc thẳng từ trên này xuống và cực Nam. Không có chuyện là cực Bắc nằm ở chính Bắc mà cực Nam nằm chính Nam này. Mà nó nghiêng một góc là 66 độ 33 phút như này. Tiếp nữa là chúng ta nhìn thấy cái chiều chuyển động của trái đất. Thì trái đất chuyển động từ gì nào? Từ tây sang đông, đúng không? Trục thì nghiêng 66 độ 33 phút và chuyển động thì từ tây sang
từ Tây sang Đông, đúng không? Và thời gian chuyển động của trái đất một vòng trong anh chụp được làm tròn là 24 giờ. Nào, như vậy là chúng ta thấy là một ngày có 24 giờ và chính 24 giờ đó nó cho biết là trái đất đã quay hết một gì đó, một vòng xung quanh cái trục tưởng tượng của nó. Thế nào? Và chúng ta nhìn ở đây sẽ thấy một điều nữa, đó là gì? Ở đây thì tất cả mọi điểm trên trái đất đều chuyển động. Nào, tất cả mọi điểm trên trái đất đều chuyển động. Có hai cái điểm cực là điểm cực Bắc và điểm cực Nam. Hai điểm cực này chuyển động tại chỗ nên người ta vẫn hay nói là cả trái đất cùng chuyển động, chỉ có hai điểm cực Bắc và cực Nam là gì? Là đứng yên, được chưa? Thực ra là nó chuyển động tại chỗ. Nhất trí chưa nào? Vậy thì chúng ta có thể tổng kết lại đây cái phần đầu tiên, là đặc điểm của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất như thế nào. Các em có thể nhìn vào mô hình của quả địa cầu. Mô hình của quả địa cầu thì người ta cũng thể hiện trái đất không đứng thẳng. Đúng nào? Trái đất cũng nghiêng một góc 66 độ 33 phút như này. Được chưa? Chẳng hạn đây là quả địa cầu này. Chúng ta có đây là cực Bắc này và đây là cực Nam này. Thế nào? Thế thì quả địa cầu này cũng nằm nghiêng 66 độ 33 phút. Chứ quả địa cầu này không ai vẽ quả địa cầu thẳng. Không ai thể hiện quả địa cầu thẳng cả. Thì như vậy nó sẽ với cái trục nghiêng của trái đất. Được chưa? Một góc 66 độ 33 phút và trái đất sẽ quay từ gì? Từ Tây sang Đông. Chúng ta có cái đầu tiên là trái đất chuyển động quanh một trục tưởng tượng nối liền giữa cực Bắc và cực Nam với một cái góc nghiêng là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Mặt phẳng nằm ngang này. Đúng nào? Chính là mặt phẳng quỹ đạo. Cái góc này là 66 độ 33 phút. Được chưa? Và thứ hai nữa là trái đất quay một vòng theo chiều từ gì nào? Từ Tây sang Đông. Được chưa? Từ bên trái sang bên phải như này. Từ Tây sang Đông. Một vòng quay như vậy là hết 24 giờ. Tức là một gì? Một ngày đêm. Đúng không? Trái đất quay một vòng quanh trục hết một ngày đêm 24 giờ. Và góc nghiêng là 66 độ 33 phút. Và thứ ba nữa là trong suốt cái quá trình chuyển động thì mọi điểm trên trái đất đều gì nào? Đều quay. Trừ có hai điểm cực là cực Bắc và cực Nam. Các em có thể lấy quả địa cầu ra để chúng ta nhìn rất là rõ cái chuyện đó. Nào, hai cực Bắc và Nam thì chuyển động tại chỗ nên người ta gọi nó là đứng yên. Thì như vậy đó là ba cái đặc điểm chính trong cái chuyển động đầu tiên, đó là chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Chúng ta biết được cái thời gian chuyển động này, đó là 24 giờ theo chiều từ Tây sang Đông. Góc nghiêng là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Và mọi điểm trên trái đất thì đều chuyển động, trừ gì nào? Trừ hai cực, được chưa? Vậy thì chúng ta đã có những cái thông tin đầu tiên về cái chuyển động tự quay quanh trục của trái đất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là khi mà nó chuyển động như vậy, khi mà trái đất chuyển động tự quay quanh trục như vậy trong vũ trụ thì nó sẽ đem lại những cái kết quả gì, những cái hệ quả gì cho trái đất, được chưa? Khi mà nó chuyển động như vậy thì nó đem lại những cái hệ quả gì? Và chúng ta cái hệ quả đầu tiên đó là giờ trên trái đất. Chúng ta vừa mới nói ở phần 1 đó là trái đất chuyển động một vòng quanh trục hết 24 giờ. Và vì vậy thì người ta đã chia bề mặt trái đất ra thành 24 múi giờ. Chúng ta có là gì nào? Một vòng tròn như này. Một vòng tròn như này là 360 độ. Nào, một vòng tròn là 360 độ này. Mà trái đất quay một vòng là hết gì nào? Là hết 24 giờ. 24 giờ. 360 độ này lại ứng với 360 đường gì? Đường. Kinh tuyến. Đúng không? Chúng ta học rồi. Trên trái đất nếu cứ 1 độ chia 1 đường kinh tuyến thì chúng ta có tổng cộng 360 đường kinh tuyến. 360 đường kinh tuyến trong 24 giờ, trái đất quay hết một vòng như này là hết 24 giờ. Như vậy thì chúng ta có tính được ra là 1 giờ trái đất chuyển động được bao nhiêu đường kinh tuyến không? Có, đúng nào? Chúng ta lấy con số gì nào? 360 mà chia cho 24 thì bằng 15. Đúng không? 360 chia 24 thì bằng 15. Như vậy nó cho biết điều gì? Nó cho biết là một cái khu vực giờ thì rộng bao nhiêu nào? 15 độ. Kinh tuyến.
đúng không? Vì một kinh tuyến là bằng một độ, như vậy thì 15 đường kinh tuyến sẽ là 15 độ kinh tuyến, đúng không? Hay cái thứ hai là gì nào? Nó cho biết là trong 1 giờ, trong 1 giờ trái đất tự quay được gì nào? 15 độ. Kinh tuyến, đúng không? Đó là cái thông tin chúng ta thấy được khi mà chúng ta có là cả một cái vòng tròn này là 360 độ ứng với 360 đường kinh tuyến mà trái đất lại quay hết 24 giờ. Người ta chia bề mặt trái đất ra thành 24 giờ. Như vậy thì mỗi múi giờ, mỗi cái khu vực giờ nó sẽ rộng bao nhiêu nào? 15 độ kinh tuyến ứng với 15 đường kinh tuyến. Và trong 1 giờ thì trái đất sẽ tự quay được 15 cái độ, 15 cái đường kinh tuyến này. Được chưa? Đó là cái phần lý thuyết đầu tiên chúng ta thấy là gì nào? Đây, mỗi một cái phần màu này là một múi giờ. Chúng ta có thể cùng đếm nhé. Cùng đếm với thầy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. À, ở đây cái hình này của thầy nó bị mất một đoạn. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là đến dương 10 này, dương 11 và dương 12. Thì tổng cộng nó là 24 cái múi giờ ứng với 24 khu vực giờ khác nhau. Được chưa? Như vậy là chúng ta có cái phần lý thuyết đầu tiên về giờ trên trái đất. Thế thì bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ ứng với gì nào? Ứng với 24 giờ. Vì trái đất quay một vòng quanh trục hết 24 giờ nên bề mặt của nó sẽ được chia thành 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực giờ thì rộng 15 độ kinh tuyến. Được chưa? 15 độ kinh tuyến. Vì sao rộng 15 độ kinh tuyến thì thầy đã cùng với các em vừa tính xong, đúng không nào? Và mỗi giờ riêng này thì được gọi là giờ khu vực. Như vậy là giờ của Việt Nam thì khác với giờ của Trung Quốc. Giờ của Việt Nam thì khác với giờ của Thái Lan. Giờ của Việt Nam thì khác với giờ của Mỹ, khác với giờ của Nhật Bản. Mỗi một quốc gia nằm ở trong một khu vực giờ khác nhau thì sẽ có cái giờ khác nhau. Được chưa? Chúng ta có cái lý thuyết đầu tiên đó là bề mặt trái đất có 24 múi giờ. Mỗi múi giờ sẽ ứng với 15 độ kinh tuyến và nó sẽ được gọi là một cái giờ khu vực. Được chưa nào? Và thứ hai nữa đó là chúng ta lại có cái đường kinh tuyến gốc. Đường kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Greenwich của nước Anh. Đúng không? À, chúng ta cùng nhắc lại lý thuyết nhé. Đường kinh tuyến gốc là đường 0 độ này. Kinh tuyến gốc 0 độ. À, đi qua đài thiên văn gì nào? Greenwich, ngoại ô London, thủ đô London của nước Anh. Vì vậy mà cái giờ mà đi qua cái đường kinh tuyến 0 độ này, đây là cái giờ mà đi qua đường kinh tuyến 0 độ này, à, đường kinh tuyến 0 độ chính là đường gì nào? Đường kinh tuyến gốc này. Giờ đi qua đường kinh tuyến 0 độ thì được gọi là khu vực giờ 0, hay nó là múi giờ số mấy? Múi giờ số 0. Nhất trí chưa? À, vì nó là kinh tuyến 0 độ nên cái khu vực giờ này sẽ được đánh là giờ số 0. Được chưa nào? Khu vực giờ 0 này. Và người ta lấy cái múi giờ số 0 này làm giờ quốc tế. Giờ quốc tế có tên là gì nào? Giờ GMT. Được chưa? À, giờ mà đi qua đường kinh tuyến gốc của đài thiên văn Greenwich nằm ở ngoại đô London của nước Anh được chọn làm khu vực giờ số 0 và nó được lấy làm giờ quốc tế. À, nó là viết tắt của ba chữ gì nào? À, GMT này là Greenwich này, Mean Time. Được chưa? Chúng ta có ba cái chữ cái đầu tiên này, giờ GMT. Được chưa? Và người ta lấy đó làm giờ quốc tế. Giờ quốc tế này chính là cái cơ sở để mà chúng ta đổi được các cái giờ trên trái đất. Ví dụ như ở đây chúng ta có nào. Các em có thể nhìn cho thầy vào sách giáo khoa trang số 22. Sách giáo khoa trang số 22 nhé. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một vài câu hỏi nào. Chúng ta cùng trả lời một vài câu hỏi nhé. Trước tiên là các em có thể nhìn thấy cho thầy ở đây. À, múi giờ số mấy nào? Chúng ta có múi giờ số 0 này. Vì sao lại là múi giờ số 0? Bởi vì lúc này nó có đường kinh tuyến gốc. Đúng không nào? Đường kinh tuyến gốc là đường 0 độ này. Đường kinh tuyến 0 độ này đi qua London của nước Anh. Được chưa?
Và cái múi giờ có chứa đường tinh tuyến gốc, nó là múi giờ số số 0. Và nó chính là giờ gì nào? À, nó chính là giờ GMT, giờ quốc tế. Được chưa? Và nó là cái cơ sở để chúng ta đổi giờ trên trái đất. Chúng ta cùng nhìn tiếp nào. Việt Nam của chúng ta màu đỏ ở đây. Cái đường kinh tuyến đi qua thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Đường kinh tuyến đi qua thủ đô Hà Nội của Việt Nam, nó đường kinh tuyến 105 độ. Được chưa? 105 độ đông. Kinh tuyến 105 độ đông đi qua thủ đô Hà Nội. Đi qua thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Như vậy các em có tính được là Việt Nam nằm ở múi giờ số mấy không? Tính được đúng không nào? Chúng ta có là một múi giờ thì rộng 15 độ kinh tuyến. Như vậy thì chúng ta thấy là gì nào? Lấy 105 độ và chia cho bao nhiêu? Chia cho 15. Thì lúc này chúng ta sẽ ra bằng mấy nào? Bằng 7. Như vậy thì Việt Nam sẽ nằm ở múi giờ số mấy? Việt Nam nằm ở múi giờ số 7. Giờ GMT. Được chưa? Giờ GMT là 0 giờ thì Việt Nam sẽ là 7 giờ sáng. Nhất trí chưa nào? À đây, giờ GMT là 0 giờ này. Thế thì Việt Nam chúng ta vì nằm ở múi giờ số 7 nên sẽ là 7 giờ sáng. Được chưa? Nếu như giờ GMT là 12 giờ trưa. Là 12 giờ trưa. Thế thì Việt Nam nằm múi giờ số 7, chúng ta sẽ cộng thêm 7 vào. 12 cộng với 7 thì Việt Nam sẽ là 19 giờ tối. Nhất trí chưa nào? Thì đó là cái cách để mà chúng ta đổi giờ trên trái đất dựa vào gì? Dựa vào giờ quốc tế, giờ GMT. Nó chính là múi giờ số 0 vì có đường kinh tuyến gốc 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của nước Anh chạy qua nên sẽ được lấy là múi giờ số 0. Và nó chính là cái cơ sở để chúng ta xác định được các cái múi giờ và các giờ trên trái đất. Nào, người ta hỏi chúng ta là dựa vào bản đồ hình 20 cho biết là khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó nước ta là mấy giờ? Như vậy vừa nói đây, à khu vực giờ gốc là 12 giờ này, thì Việt Nam nằm ở múi giờ số 7. Được chưa? Vì sao là múi giờ số 7? Thầy vừa tính rồi nhá. Chúng ta có đường kinh tuyến 105 độ đi qua thủ đô Hà Nội. Nó là đường kinh tuyến gốc. Nó là đường kinh tuyến đi qua thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Thì chúng ta lấy 105 độ chia cho 15 độ thì sẽ ra được là múi giờ số 7. Và Việt Nam thì chúng ta sẽ cộng thêm 7 vào. Lấy 12 cộng với 7 thì ra được là 19. Như vậy khi ở múi giờ số 0, ở múi giờ số 0 đang là 12 giờ thì ở Việt Nam sẽ là 19 giờ cùng ngày. Được chưa? Đó là cái cách để chúng ta trả lời những câu hỏi này. Và như vậy thì chúng ta có thể tính được bất kỳ giờ nào của một địa điểm nào trên trái đất. Ví dụ như người ta hỏi là thủ đô New York của nước Mỹ. Được chưa? Người ta hỏi là cho biết giờ của kinh tuyến gốc, giờ GMT đang là 12 giờ. Nên là cho biết giờ GMT đang là 12 giờ. Hỏi là New York đang là mấy giờ? Chúng ta trả lời được không? Lúc này chúng ta lại phải lùi lại, đúng không nào? Giờ GMT đang là 12 giờ thì ở New York sẽ là gì nào? New York sẽ là 7 giờ, 7 giờ sáng, được chưa? Vì New York nằm ở múi giờ số 19. Thế nào? Thì chúng ta sẽ phải trừ đi thì sẽ ra được cái đáp số đó là New York sẽ là 7 giờ. Nào, còn giờ GMT đang là 12 giờ trưa. Vì 0 giờ ở đây thì trùng với 24 giờ, đúng không nào? Còn New York nằm ở múi giờ số 19. 24 trừ đi 19 là 5, được chưa? Như vậy thì 12 trừ đi 5 sẽ ra 7. Thì New York đang là 7 giờ sáng. Nào, đó là cái cách để chúng ta quy đổi giờ trên trái đất. Chưa? Vậy thì đó là cái hệ quả đầu tiên do chuyển động tự quay quanh trục của trái đất đem lại. Nó làm cho bề mặt trái đất được phân chia thành 24 múi giờ. Mỗi múi giờ thì rộng 15 độ kinh tuyến. Và cái giờ ở múi số 0, nơi có đường kinh tuyến gốc đi qua thì được gọi là giờ quốc tế, giờ GMT. Và được đánh số là khu vực giờ số 0. Nó chính là cơ sở để trao đổi, để mà quy đổi các cái múi giờ và giờ trên trái đất giữa bán cầu Tây với bán cầu Đông. Nhất trí chưa? Đó là cái hệ quả đầu tiên trong những cái chuyển động, trong cái chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang với cái hệ quả thứ hai của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Lúc này thì chúng ta cùng quay lại với phần lý thuyết
về cái bài hình dạng kích thước trái đất một chút. Chúng ta thấy là trái đất là một hành tinh. Và như thầy đã nói là gì nào? Hành tinh thì không tự phát sáng, hành tinh sẽ nhận ánh sáng từ các ngôi sao. Đúng nào? Vậy thì ngôi sao nào gần trái đất nhất? Ngôi sao gần trái đất nhất chính là mặt trời. Vì mặt trời là tập hợp của những cái chất khí nóng và sáng. Như vậy là mặt trời là ngôi sao cung cấp ánh sáng cho trái đất. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có hiện tượng ở đây, hệ quả thứ hai trong các hệ quả của chuyển động tư quanh chủ trái đất. Đó chính là sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Vì sao lại có hiện tượng này? Chúng ta nhận thấy đây là mặt trời là cái nguồn cung cấp ánh sáng cho trái đất. Nào, mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng cho trái đất. Như vậy thì phía nào của trái đất mà hướng về phía mặt trời, tức là phía nguồn sáng, thì sẽ là gì nào? Là ban ngày, vì nó được gì? Được chiếu sáng, đúng không? Và ngược lại, phía nào mà ở khuất sau mặt trời thì lúc này sẽ là ban đêm, vì nó không được mặt trời chiếu sáng. Chúng ta hiểu ở đây là gì nào? Chỉ có một cái nguồn sáng duy nhất, đúng không? Chỉ có một nguồn sáng duy nhất, đó là mặt trời. Ví dụ như các em đứng trước cái bóng đèn, đúng không? Các em đứng trước bóng đèn, thế như vậy thì phần phía trước của mình hướng về phía bóng đèn thì phần phía trước sẽ được chiếu sáng. Nhưng lưng của chúng ta nào là phần ở khuất sau cái bóng đèn thì sẽ không được chiếu sáng. Thì tương tự như vậy, chúng ta có mặt trời ở đây giống như một bóng đèn lớn. Và phần nào của trái đất mà quay về phía mặt trời thì phần đó sẽ được chiếu sáng. Còn phần còn lại không được chiếu sáng gọi là gì? Gọi là đêm. Như vậy trước tiên là chúng ta có hiện tượng ngày đêm đã. Đúng nào? Phía nào quay về mặt trời thì là ngày, phía nào khuất sau mặt trời thì là đêm. Vì mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng cho trái đất. Giống như việc chúng ta đứng trước một cái bóng đèn, phía nào của chúng ta mà hướng về phía cái bóng đèn thì phía đó sẽ là được sáng. Còn phía nào mà khuất sau bóng đèn, ví dụ như lưng của chúng ta khuất sau bóng đèn, thì đó sẽ là phần tối, được chưa? Như vậy thì chúng ta có cái hiện tượng ở đây là gì nào? Trước tiên là trái đất có cái dạng hình cầu. Nào, trước tiên là trái đất có dạng hình cầu, nên là luôn luôn có một nửa của trái đất được chiếu sáng, còn một nửa của trái đất thì khuất trong bóng tối, được chưa? Thực ra thì trái đất có bất kỳ hình dạng nào nó cũng đều sẽ có một cái phần được sáng và một phần bị tối. Nhưng vì nó là hình cầu nên là gì nào? Nên là sẽ có một nửa sáng và một nửa là tối, rất là đều nhau như này, được chưa? Chúng ta có cái đường thầy vẽ đây, là chính là cái đường phân chia sáng tối. Phía bên tay trái quay về mặt trời chính là ban ngày vì nó đang sáng này. Phía bên tay phải của thầy là ban đêm vì nó khuất sau phía mặt trời, được chưa? Như vậy là do cái dạng hình cầu của trái đất và do trái đất chỉ nhận ánh sáng từ mặt trời nên là luôn có một nửa hướng về phía mặt trời là ban ngày và một nửa khuất sau phía mặt trời là ban đêm vì nó chìm trong bóng tối, được chưa? Thứ hai nữa là chúng ta nhìn ra cái câu chuyện ở đây đó là gì? Trái đất không đứng yên như vậy mà trái đất lại chuyển động tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông. Và khi mà trái đất chuyển động từ Tây sang Đông như này, đúng không? Chúng ta có trái đất chuyển động Tây sang Đông như này. Thế thì lần lượt từng điểm trên bề mặt trái đất sẽ nhận được gì nào? Ánh sáng mặt trời. Được chưa? Ánh sáng mặt trời từ đây đến. Ánh sáng mặt trời từ đây đến. Thế như vậy lần lượt từng điểm trên trái đất sẽ nhận được ánh sáng mặt trời, rồi lại gì? Rồi lại khuất sau bóng tối. Chẳng hạn chúng ta có gì nào? Bắc Mỹ đây. Bắc Mỹ bắt đầu nhận được ánh sáng mặt trời này, được chưa? Sau đó thì Bắc Mỹ lại chìm dần vào trong bóng tối. Và gì nào? Và châu Phi hay là châu Úc ở đây lại từ từ nhận được ánh sáng mặt trời rồi lại chìm vào trong bóng tối. Như vậy thì chúng ta có là gì? Liên tục xảy ra hiện tượng đó là ban ngày và ban đêm luân phiên đắp đổi cho nhau. Hiện tượng này được cảm nhận rất là rõ trong thực tế. Nào, chúng ta luôn luôn có ban ngày, sau đó là lại có ban đêm. Ngày nào cũng như vậy, trong vòng 24 giờ sẽ có ban ngày và có ban đêm. Người ta gọi hiện tượng đó là luân phiên ngày đêm. Nguyên nhân là do trái đất tự quay quanh trục nên lần lượt các điểm trên trái đất hướng về phía mặt trời là ban ngày, rồi lại từ từ chìm vào trong bóng tối là ban đêm. Người ta gọi đó là hiện tượng ngày đêm luân phiên.
bởi vì nó cứ liên tục đắp đổi ngày rồi lại đêm, ngày rồi lại đêm như vậy, từ năm này sang năm khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, bao nhiêu đời này vẫn như thế, thì chúng ta dùng từ là gì? Từ luân phiên, được chưa? Và ai cũng có thể cảm nhận được hiện tượng này. Và vì trái đất chuyển động từ Tây sang Đông, nên nếu như ánh sáng mặt trời chiếu ở đây, thì lần lượt các điểm ở phía Đông sẽ được đón ánh sáng mặt trời trước, được chưa? Như vậy thì mặt trời sẽ mọc ở đâu? Mặt trời sẽ mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây, được chưa? Chúng ta xem phim thì có nên thấy người ta nói là khi nào mặt trời mọc ở phía Tây, có bao không? Không bao giờ có, được chưa? Vì trái đất quay từ Tây sang Đông nên mặt trời sẽ mọc từ Đông sang Tây. Những điểm ở bán cầu Đông sẽ đón ánh sáng mặt trời trước những điểm ở bán cầu Tây, được chưa? Mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây là do trái đất quay từ Tây sang Đông, được chưa? Thì đó là cái hệ quả thứ hai chuyển cái hệ quả thứ hai đó là sự luân phiên ngày đêm trên trái đất của chúng ta. Và còn một hệ quả nữa trong những cái chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, chúng ta cùng nhìn thấy ở đây một cái hệ quả mà nó được đặt tên đó là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Nếu như các em nhìn thấy ở trên hình này, thầy đang có đây là bản đồ gió và bão của Việt Nam. Bản đồ gió và bão của Việt Nam này, chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao bão không đi thẳng từ phía Tây sang phía Đông mà các cơn bão lại gì nào? Check này, đúng không? Không có cơn bão nào đi thẳng cả, mà các không có cơn bão nào đi ngang từ Tây sang Đông theo chiều vĩ tuyến cả, mà các cơn bão đều đi xiên xẹo như này. Có vấn đề gì chăng? Hay gió cũng như thế, tại sao gió không thổi theo chiều từ Bắc xuống Nam mà gió lại thổi chếch chếch như này, đúng không? Tại sao gió không thổi thẳng từ Bắc xuống Nam mà gió lại thổi như này? Hay tại sao gió không thổi từ gì nào, từ Nam lên Bắc mà gió lại thổi hơi nghiêng nghiêng như thế này, được chưa? Tại sao mọi thứ không chuyển động theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, không chuyển động theo chiều dọc theo chiều kinh tuyến hay ngang theo chiều vĩ tuyến, mà cái nào cũng đều nằm nghiêng nghiêng như này? Và còn những hiện tượng khác, ví dụ như đây là bản đồ dòng biển, các dòng biển, chúng ta cũng nhận ra là tại sao dòng biển này không đi từ Nam lên Bắc mà nó lại đi cong cong như này, đúng không? Rồi là tại sao những cái dòng biển ở đây không đi từ Bắc xuống Nam mà nó lại nằm cong cong như này, được chưa? Chúng ta nhìn thấy đây này, tất cả này nó đều bị cong, được chưa? Tất cả đều bị cong, không có là thẳng cả. Như vậy thì câu hỏi là tại sao lại có hiện tượng đó, thì chúng ta sẽ có cái hệ quả thứ ba, đó là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích nguyên nhân vì sao lại có cái sự lệch hướng này. Thì nguyên nhân đó là do cái dạng hình cầu của trái đất. Dạng hình cầu của trái đất nó làm cho cái vận tốc chuyển động của các vĩ độ là khác nhau. Lúc này chúng ta sẽ có cái nguyên nhân đấy là gì nào? Do cái dạng hình cầu của trái đất. Dạng hình cầu của trái đất nó làm cho cái vận tốc quay của các vĩ độ là khác nhau. Xích đạo sẽ là cái đường mà quay nhanh nhất. Nào, xích đạo quay nhanh nhất, trong khi đó cực thì lại đứng im. Càng đi về phía cực thì cái vận tốc chuyển động nó càng giảm dần. Như vậy là vận tốc chuyển động của mọi vật trên đất là ở những cái vị trí khác nhau trên đất là không giống nhau này. Thứ hai là do cái trái đất này tự quay quanh trục, nên là mọi vật thể chuyển động trên trái đất đều sẽ bị lệch hướng, được chưa? Nguyên nhân là như vậy, do dạng hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục của trái đất làm cho mọi vật thể chuyển động trái đất đều bị lệch hướng. Ở đây người ta có đặt cho chúng ta một câu hỏi nào, dựa vào hình 22, đây là hình 22 nhé, sự lệch hướng do vận động tự quay quanh trục của trái đất này. Hãy cho biết ở bán cầu Bắc, vật chuyển động theo hướng từ P đến N và từ O đến S bị lệch về phía bên phải hay bên trái. Và chúng ta hãy cùng xem nhé. Vật chuyển động từ P đến N này, đây là chiều quay của trái đất này, từ Tây sang Đông, đúng không? Vật chuyển động từ P, đây là điểm P này, đây là N, được chưa? Bị lệch về phía bên tay phải hay bên tay trái.
Đáng lẽ ra nó sẽ phải đi thẳng từ P đến N như này. Nhưng mà nó lại làm sao nào? Nó lại hơi chếch sang bên phía tay nào các em? Tay phải, đúng không? Như vậy là từ P đến N bị lệch về bên tay phải này. Từ gì nữa nào? À, từ O đến S. Đây chính là O này. Đây là O nhá. Còn đây là S này. Đáng lẽ nó sẽ phải chuyển động thẳng từ O đến S như này. Nhưng chuyện gì xảy ra? Nó lại nghiêng như thế này. À, và nếu như chúng ta nhìn theo chiều từ O đến S thì nó cũng là về bên phía tay nào? Bên phía tay phải, đúng không? Như vậy thì bắc bán cầu những cái vật chuyển động sẽ bị lệch về bên phía tay gì? Tay phải so với cái hướng chuyển động ban đầu. Và chúng ta có thể nhìn hiện tượng kỹ hơn ở cả bắc và nam bán cầu. Đây là ở cả bắc và nam bán cầu nè. Chúng ta có những cái đường nét đất nè. Những cái đường nét đất là hướng chuyển động ban đầu. Còn đường nét liền là hướng chuyển động đã bị lệch. Như vậy thì ở đây chúng ta có, nếu như đi ở bán cầu bắc này, ở bán cầu bắc, có đây là bán cầu nam, chúng ta có đi từ gốc này lên, đúng nào? Thế thì đáng lẽ là sẽ đi từ xích đạo về cực bắc, nhưng nó lại bị lệch hướng thành số 2 này, được chưa? Như vậy là check về phía tay nào? Tay phải, đúng không? Hay hình bên này, đi từ cực bắc xuống xích đạo, đáng lẽ nó phải là số 1 thì nó lại bị lệch thành số 2 như này. Như vậy vẫn phải bên phía tay nào? Tay phải. Như vậy thì ở bắc bán cầu những cái vật chuyển động sẽ bị lệch về phía tay gì? Tay phải, đúng không? Còn nam bán cầu nào, đáng lẽ đi từ cực nam lên trên phía xích đạo thì nó phải là số 1 này, nhưng lại bị lệch thành số 2. Như vậy nó lệch về tay gì nào? Tay trái. Còn ngược, đi từ xích đạo về cực nam, đáng lẽ nó sẽ phải đi thẳng thì lúc này nó lại lệch như thế này. Như vậy nó cũng lệch về bên phía tay gì? Tay trái, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể kết luận lại ở đây đó là gì? Mọi vật thể chuyển động trên đất đều bị lệch hướng. Và ở bắc bán cầu, những cái vật chuyển động này sẽ bị lệch về bên phía tay phải so với hướng chuyển động ban đầu. Còn những vật ở nam bán cầu sẽ bị lệch về bên phía tay trái so với hướng chuyển động ban đầu. Được chưa? Hiện tượng xảy ra là như vậy. À, vậy thì chúng ta đã có được mấy cái hệ quả của trái đất nào? Và chúng ta nhìn thấy là ở đây cần phải có lưu ý là gì nào? Vật này phải gì? Phải chuyển động. Nhớ, vật này phải chuyển động thì mới lệch hướng. Ví dụ các em có thể làm một thí nghiệm như sau. Các em có thể các em có thể tìm một cái sân chơi thật là rộng và không có vật cản nhé. Chúng ta hãy cùng thầy làm một cái thí nghiệm như sau, đó là chúng ta bịt mắt lại. Nào, bịt mắt lại và cố gắng đi thẳng. Bịt mắt lại cố gắng đi thẳng. Được một quãng đường thì chúng ta mở mắt ra xem là chúng ta có thực sự đi thẳng hay không. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái kết luận, đó là không có ai bịt mắt mà có thể đi thẳng được. Được chưa? Hoàn toàn không nhìn thấy đường mà có thể đi thẳng được. Nào, trên một cái bề mặt phẳng, vì chúng ta cũng đều chịu cái sự lệch hướng này. Và tất cả mọi vật thể chuyển động trên trái đất đều bị lệch hướng. Ví dụ như là đường đạn bay này, rồi là các dòng sông này, đều có một bên bị lở, một bên bồi này. Các cái loại gió, không gió nào thổi thẳng cả. Các cái dòng biển chuyển động trên đất, thì tất cả những cái đối tượng địa lý nào mà chuyển động, có sự chuyển động trên bề mặt trái đất thì đều không chuyển động thẳng mà đều bị lệch so với hướng ban đầu. Thì đó là cái hệ quả thứ ba, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Như vậy thì bài ngày hôm nay thầy trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nội dung nào? Trước tiên là các em đã biết được những cái đặc điểm của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Khi mà trái đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông, và một cái vòng quay của nó là hết 24 giờ. Và 24 giờ này đã chia bề mặt trái đất ra thành 24 cái khu vực giờ khác nhau. Mỗi khu vực giờ thì rộng 15 độ kinh tuyến. Nào, thứ hai nữa là vì trái đất chuyển động tự quay nên lần lượt mọi điểm trên trái đất đều là ban ngày rồi lại chìm vào bóng tối, gọi là hiện tượng luân phiên ngày đêm. Và thứ ba đó là vì trái đất chuyển động tự quay với cái dạng hình cầu nên mọi vật thể có sự chuyển động trên bề mặt trái đất thì đều bị lệch hướng. Bắc bán cầu lệch về bên phía tay phải và nam bán cầu lệch về bên phía tay trái so với hướng chuyển động ban đầu. Chứ đó là toàn bộ nội dung của bài học. Chúng ta có cái câu hỏi nằm ở cuối bài như sau.
chúng ta có câu hỏi đầu tiên nằm ở cuối bài, đó là sự phân chia bề mặt trái đất thành 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống? Chúng ta thấy là bề mặt trái đất được chia thành 24 múi giờ này, mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyến. Và vì sao người ta lại phân chia như vậy? Người ta phân chia như vậy để biết được nơi nào đang là ngày, nơi nào đang là đêm, và để cho các việc chuyển đổi giờ giữa các địa phương được thuận lợi hơn. Ví dụ như ở Việt Nam đang là 7 giờ sáng, thì lúc này ở Bắc Kinh của Trung Quốc đang là 8 giờ sáng, ở Nhật Bản đang là 9 giờ sáng, nhưng ở New York của Mỹ lại là 7 giờ tối. Thế như vậy là việc phân chia bề mặt trái đất thành những cái múi giờ này, nó làm cho những cái việc giao dịch này, rồi là sinh hoạt này, rồi là trao đổi, buôn bán, hay là trao đổi thông tin giữa mọi người trái đất được thuận lợi hơn. Người ta biết được nơi nào đang là ngày, nơi nào đang là đêm. Ví dụ ở Việt Nam đang là ban ngày, thì nước Mỹ xa xôi kia lại đang là ban đêm. Được chưa? Chẳng hạn chúng ta có gửi một email cho bạn, hay chúng ta muốn nói chuyện với bạn bè ở nước Mỹ, thì chúng ta phải biết được ở nước họ đang là mấy giờ, thì chúng ta mới có thể trao đổi được thuận lợi. Được chưa? Như vậy thì chính cái việc phân trên bề mặt trái đất thành 24 múi giờ, nó tạo ra cái lịch sinh hoạt cho những cái khu vực nhất định trên trái đất. Được chưa? Câu hỏi thứ hai đó là tại sao lại có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên trái đất? Lúc này chúng ta sẽ lại phải dựa vào cái chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và cái hệ quả thứ hai đó là sự luân phiên ngày đêm, đúng không? Do trái đất có dạng hình cầu và nhận ánh sáng từ mặt trời, nên sẽ có một nửa trái đất được chiếu sáng và một nửa thì chìm trong bóng tối. Thứ hai đó là do trái đất chuyển động tự quay quanh trục, nên lần lượt mọi địa điểm trên trái đất sẽ hướng về phía mặt trời, gọi là ban ngày, rồi lại từ từ chìm vào ban đêm. Từ từ ở khuất sau phía mặt trời, lại chìm vào ban đêm. Và cứ liên tục như vậy khắp mọi nơi trên đất, cứ có ngày rồi lại có đêm, luân phiên từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, trong vòng 24 giờ của một ngày. Được chưa nào? Thì sẽ có ngày và có đêm ở khắp mọi nơi trên đất. Và câu hỏi thứ ba trong sách giáo khoa, người ta hỏi các em đó là với cái quả địa cầu và một ngọn đèn ở trong phòng tối, thì em hãy chứng minh rằng cái hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên đất. Nào, mình cho thấy là khi mà chúng ta thắp một ngọn đèn lên, nào, thế thì cái phía nào của quả địa cầu mà hướng về phía ngọn đèn thì nó sẽ được ngọn đèn chiếu sáng. Và khi chúng ta xoay cái quả địa cầu, nào, chúng ta xoay quả địa cầu theo chiều từ tây sang đông, thì ta thấy là lần lượt các điểm của quả địa cầu sẽ được cái ngọn đèn đó chiếu sáng, rồi lại ở khuất sau phía ngọn đèn, tức là bóng tối, đúng không? Như vậy thì nó chính là cái minh họa cho hiện tượng ngày đêm luân phiên trên trái đất. Nào, bài học đến đây là kết thúc, khi thầy trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được về cái chuyển động đầu tiên của trái đất, đó là tự quay quanh trục và những cái hệ quả của nó. Bài học tiếp theo các em về nhà hãy tìm hiểu trước cho thầy nội dung của bài số 8 và bài số 9 với cái chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất, xem là nó có đặc điểm gì và nó sẽ để lại những hệ quả nào cho trái đất. Bài học đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tập thật là tốt. Xin chào các em.